Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game hoàn toàn mới mang tên là Caster Crypt nha anh em ơi. Thì link tải mình sẽ để ở phía dưới phần comment và phần mô tả. Đây là link tải để anh em có thể tải về. Anh em chỉ cần nút download thôi là có thể tải về thôi. Đấy, file APK đây. Thì nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay nữa nhé. Phiên bản đã được mốt full vàng và full tiền rồi nên ta có thể chơi thoải mái. Hòm hòm gì đấy anh em, cho mở ra xem. Master Mythical. Wow, đẹp đấy, bây giờ ta sẽ đánh được theo kiểu gì đây? Tựa game này là tựa game theo phong cách mình sẽ chọn thằng nào đây? Mấy thằng này, đây đây, phần chiến dịch này anh em. Chúng ta sẽ chơi ở phần... Ui, cái này là cái gì? Cái này là cái gì đây? The Portal City. Chúng ta sẽ chơi ở tiếp tục ở màn 3 đi. Mình đã chơi màn 1 rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn Mason Hero Place. Rồi chúng ta có hai hero trong cái màn này nha, nên hoàn toàn có thể chơi được thoải mái. Đây là một cái tựa game thủ thành anh em nhá, thủ cửa. Nhìn chung có vẻ là cũng khá là hay. Năng lượng này, bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Nâng cấp Master sẽ ở đây ra nha anh em. Đấy, mình sẽ lắp pháo trước để nó ra. Bọn này nó sẽ đi theo hai đường nha anh em, 130 để cho pháo này. Chúng ta sẽ lắp thêm tên này. Ở bên này ta sẽ lắp thêm năng lượng này. Mình nghĩ là hợp lý không anh em? Pháo tiếp không? Chúng ta sẽ cho bắt đầu lúc nào? Khi mà mình đã xây đủ xong thì mình sẽ bắt đầu à? Có lẽ thế là hợp lý nhờ. Ok, đây là cái gì đây? Lính à? Chúng ta sẽ có lính nha anh em ơi. Chúng ta sẽ có hai cái trại lính ở bên này. Nhìn chung là nó sẽ bắt đầu đi. Let's go đi anh em. Tại sao nó không vào? Vào ấy chứ. Nút nào nút bắt đầu nhờ? Mình cũng không hiểu nút nào nút bắt đầu luôn. 5 năng lượng cho một phát này. Next way. Đây rồi anh em ơi. Đấy đấy, thủ thành. Ồ, khá khỏe anh em ạ. Mà khá khỏe ở dưới này. Chúng ta sẽ có thể nâng cấp được cái chạy lính lên không? Chưa nâng cấp được chạy lính nhỉ? Ấy, quân của chúng ta đang gọi là bảo vệ thành trì anh em nhá. Ai à, nó khá đông anh em nhỉ? Khá đông đấy. Châu thế. Châu bò thế, cái con này nó không tác bị tác dụng bởi mấy cái kia hay sao đúng không? Nâng cấp mất khoảng 180 cơ anh em. Nâng cấp lên. Đó, pháo mình biết nó khỏe hơn rồi anh em. Đâu rồi? Thằng này sẽ được đưa ra đây để gọi là phòng thủ. Chiến đấu con này luôn anh em ơi, đúng rồi. Tôi còn một thằng tướng nữa cơ mà đúng không? Nói chung là mỗi thằng tướng sẽ phòng thủ ở một nơi. Ở bên này thì có lẽ là chúng ta sẽ nâng cấp thêm cho cái nhà này lên luôn. Đây này, nhà đã bị khóa thì vẫn chưa nâng cấp được. Mình cũng không hiểu sao nhà đã bị khóa này. Mình sẽ dùng một cái tháp bắn tên nữa không? Hay để nâng cấp cho tháp chính nha. Ôi, cái bow này đã được nâng cấp lên rồi anh em ơi. Cửa này mình nghĩ khá là dễ thôi anh em. Ox, có quân Ox anh em ơi. Có một con Ox rất là final way. Wow, siêu óc kìa anh em. Sao bên này anh em ơi, sao bên này thủ. Hai trăm năm mươi luôn. À đây, xuống đây mà đánh thôi anh em. Ok. Làm gì? Giật xét à? Chúng ta triệu hồi một đội quân lên anh em ạ. À, xuống dưới này. Đúng rồi. Tấn công nào, có một con Ork rất khỏe ở đây nhá, nó có thể phá nhà chúng ta bất kỳ lúc nào đấy. Ây à, choáng hết rồi anh em ạ. Ôi, mệt rồi đây. Nâng cấp được không nhở? Bây giờ trong trận chiến thì không nâng cấp được hay sao ấy, hay như thế nào đấy. Chúng ta vẫn đang cố gắng cản lại con Ork này. Khá là khó chịu nhờ. Thằng ấy rồi. Quay nhau đi chứ.
không thể đánh nhau luôn. Hình như mình bị chết nữa một thằng lính hay sao ấy. Ok. Quân thủ anh em ơi, quân phòng thủ thôi. Đúng rồi, không cho nó tiến vào đây chứ. Chúng ta ở phía trên này, chúng ta ở phía trên này đang thiếu này. Chúng ta đang thiếu quân này. Đúng rồi. Chúng ta sẽ bị mất mấy quân bị vào trong này anh em ạ. Nó khỏe quá, nó kia là đánh lạc hướng mình. Nhưng mà chúng ta vẫn hạ nó. Ui, final wave cuối cùng đã kết thúc rồi. Thật sự là rất khó khăn, rất là khó chơi đấy chúng ta đấy. Victory, chúng ta đã giành chiến thắng nhá. Mình sẽ mở khóa này ra. Cái này hoàn toàn mình có thể mở rất là nhiều thứ khác nhau để cho nó mạnh hơn ấy. Quân mình nó hơi yếu anh em ạ. Đây này, mình có thể mua quân này này. Game giết có thể thoải mái luôn, 200 game hoặc là như thế nào đấy, đây này. Cái hòm này có chỉ có 200 game thôi, mua thoải mái đi. Hòm đẹp ghê. Chúng ta sẽ có Magic. Có cái thẻ C anh em ơi, Epic anh em ơi. Đó, đây là thẻ C thôi. Thẻ bản T là thẻ C nha anh, Epic. Hình như là người khổng lồ, Hunter gì đó, Mythical. Oh wow, cái này để nâng cấp lên anh em ạ. Thoải mái đấy. Đấy, mấy thằng này có thể nâng cấp được này. Hòm này nhiều thẻ thế. Bao giờ thì cái này, à hết thẻ nha. Vãi đạn luôn. Thẻ nhiều vãi cả trưởng anh em ạ. Chúng ta có thêm lính giáp để có thể nó chặn đường bọn kia cũng được. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với ấn X ra ngoài kiểu gì. Tôi muốn thoát ra ngoài thì thoát kiểu gì đây rồi. Nâng cấp này. Thằng này nâng cấp lên được này, vàng không thiếu anh em ạ. Nâng cấp cho tướng lĩnh của mình lên. Tướng chính của mình lên level 2. Đây là tướng rồi, đây là tướng này. Đây là các cái loại quân à. Mình nghĩ mình cần phải cho sắp xếp quân lực vào thì nó mới hợp lý hơn. Đội hình à? Đội hình đâu? Đây là đăng nhập. Hero Post. Đây mình có rồi, mình có cái này rồi. Đây là tất cả những cái quân mình đang có nha anh em. Goblin, Orcs, Orc Rider. Đây là tất cả những cái quân địch nha anh em. Ui, quân địch nhiều phết đấy, đùa. Mình sẽ sang trận 4 nha. Play nào. Play game. Đấy, đây là tất cả những cái gì mà mình có thể là sử dụng được ở trong cái trận này. Cho có thêm những cái thẻ mới. Nó sẽ có hai đường đi ở đây. Ôi trời, chỗ đường này đi không có quân địch rồi. Hero, à, có thể là nó sẽ mở ra cái này. Ui ôi, Hero khó chịu thế, sử dụng cái LC để hồi máu à? Đây, để chúng ta sẽ chúng ta sẽ cần chúng ta sẽ cần mỗi cái một thứ anh em nha. Và con này phát giật điện lại đã cho nó không thể đánh được mình em. Giờ đấy, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên thôi là xong, mình nghĩ thế là xong. Cái này là sửa chữa đi một tí xíu. Bình LSC. Chúng ta sẽ có thêm mana. Tội gì để nâng cấp lên cái này này. Cho nên nâng cấp hết những cái này lên anh em, cho nó khỏe lên. Là bọn nó cũng không vào đâu. Mình có thể đảm bảo với anh em là chắc chắn là như vậy luôn. LSC. Nâng cấp lên cho nó khỏe. Đố vào luôn đấy. Cái này chỉ có một đường duy nhất thôi. Mình có thể gọi thêm cả quân dự phòng ở bên này nữa cơ mà. Thoải mái đi. Tiền nhiều vô kể mà. À, bên nâng cấp cái này kiểu gì nữa. Nâng cấp cả cái này thôi. Rồi mình nâng cấp cả cái bên này và cái chạy lính cho quân ta khỏe hơn.
Đấy, bây giờ tôi sẽ xây thêm một cái. Khá khó chịu nhỉ. Giờ xịt rồi. Tôi sẽ sửa chữa cái này gái. Những cái công trình nào bị hư hỏng người ta sửa chữa anh em nha. Nghĩ là hợp lý rồi. Đố vào luôn đấy. Thề khỏe vãi cả trưởng luôn đấy. Không vào được, quân địch không vào được. Turn tiếp theo nó sẽ bắt đầu ra đây. Mình còn ba cái final way kìa. Con này ok. Con cầm con cưỡi chó anh em ạ. Rồi. Mình sẽ để quân ở đây trước. Nào, vào được không bạn ơi? Vào được không bạn Hiền ơi? Đưa quân ở đây bạn ơi. Đấy khá ghê. Đưa quân ra chiến trường. Giờ xét gần như là nó không ảnh hưởng lắm. Nó bắt đầu vào kìa. Nó bắt đầu vào kìa. Sửa lại cái này gái. Sửa. Các bạn vào đây à? Các bạn vào đây à? Ui cái tướng mình chết rồi. Tướng mình hy sinh rồi. Chặn nó lại, không cho nó đi. Chắc chắn là không cho nó đi rồi. Chúng ta sẽ có thêm năng lượng ở bên này. Giờ xếp vào này luôn. Ây, chết chưa, hay quá. Và rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé, bye bye.